Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un ngày 17 tháng 9 đã kết thúc chuyến thăm Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin với lịch trình cuối cùng diễn ra tại thành phố Vladivostok, vùng Primorsky và về nước vào buổi chiều cùng ngày. Trong ngày này, ông Kim đã xem buổi trình diễn ba lê, gặp gỡ các du học sinh miền Bắc tại Nga và ghé thăm các doanh nghiệp thức ăn gia súc, cùng với đó là thị sát các thiết bị quân sự. Phía Nga còn tặng ông nhiều loại máy bay không người lái, drone và áo chống đạn được sản xuất tại vùng Primorsky. Mặt khác, kết quả của cuộc họp thượng đỉnh song phương diễn ra hôm 13 tháng 9 tại trung tâm vũ trụ Vostochny, tỉnh Amu, vùng viễn đông nước Nga, không được công bố và không có thỏa thuận nào được ký kết. Tuy nhiên, nhiều nước đã lên tiếng cảnh cáo về việc Nga Triều đang có các động thái hợp tác về quân sự, trong đó phải kể đến chuyến thăm các cơ sở quân sự của Chủ tịch Kim. Sự khiến hai nước này sẽ còn tiếp tục cuộc trao đổi thực tiễn. Trước mắt, Nga và Bắc Triều Tiên sẽ mở cuộc họp giữa chính phủ hai bên vào tháng 11 tại Bình Nhưỡng. Dự kiến đoàn đại biểu quy mô lớn trong lĩnh vực thương mại, du lịch và nông nghiệp của Moscow sẽ đến thăm miền Bắc. Thêm vào đó, Tổng thống Putin khả năng cao sẽ đến thăm Bình Nhưỡng trong mùa thu năm nay, theo lời mời của Chủ tịch Kim Jong Un. Thông qua chuyến công du Nga lần này của ông Kim, miền Bắc nhận định sự phát triển trong mối quan hệ hai nước đang bước vào thời kỳ Hoàng Kim. Phía Moscow thì đánh giá Bình Nhưỡng là nước láng giềng thân thiết nhất của mình. Vào ngày 18 tháng 9, Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga sẽ có cuộc họp tại Moscow để chia sẻ về kết quả hội đàm thượng định Nga-Triều. Phía Nga sẽ dự kiến thảo luận về tình hình Ukraine. Có ý kiến cho rằng sự phối hợp của ba nước Nga-Trung-Triều sẽ gây ảnh hưởng đến tình hình tại Ukraine.